Mỹ hoàn tất việc chuyển tên lửa Patriot tới Đông Âu. Ông Trump nhận tin vui trong vụ điều tra tài liệu mật của Bộ Tư pháp Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc không dùng bữa với ông Putin và các lãnh đạo khác. Thực hư thông tin, cá tra Việt Nam chịu thuế chống bán phá giá 2,39 USD 1 kg ở Mỹ. Mưa lũ gây sạt lở và ùn tắc tại nhiều vị trí trên quốc lộ 37 ca nhiễm virus adeno tăng cao bất thường. Cục đăng kiểm Việt Nam bị một doanh nghiệp kiện đòi bồi thường gần 13 tỷ đồng. Nguy cơ nứt khung sườn xe máy điện thương hiệu Việt lãnh án triệu hồi. Điện Biên vừa thoát dự án treo gần 20 năm lại trồng thêm dự án mới. Xin kính chào quý vị Quý vị đang theo dõi điểm tin tối ngày 16 tháng 9 của DKN News. Mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Mở đầu là phần tin quốc tế. Mỹ hoàn tất việc chuyển tên lửa Patriot tới Đông Âu. Trang Army Reconnaissance dẫn lời giới chức quân sự Mỹ cho biết, quá trình vận chuyển và lắp đặt các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của nước này ở Slovakia đã hoàn tất. Trung úy Walker Home, chỉ huy trung đội điều khiển hỏa lực thuộc Trung đoàn Phòng không số 7 của Mỹ cho hay, các hệ thống phòng không là tài sản mang tính chiến lược, Việc Mỹ chuyển giao tên lửa Patriot cho các quốc gia đồng minh là nhằm giăn đe hành động khiêu khích của những đối phương tiềm tàng, cũng như gửi đi những thông điệp rằng chúng ta sẽ cùng sát cánh để bảo vệ khu vực sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Army Recognition nhận định, việc Mỹ hoàn tất việc chuyển giao và lắp đặt các hệ thống tên lửa Patriot ở Slovakia là động thái tăng cường năng lực phòng không cho nước sở tại. Khi chính quyền Bratislava, Thời gian qua, đã viện trợ nhiều tổ hợp tên lửa S300 trong biên chế quân đội nước này cho Ukraine. Ông Trump nhận tin vui trong vụ điều tra tài liệu mật của Bộ Tư pháp Mỹ. Kính thưa quý vị, một thẩm phán Mỹ vừa từ chối cho phép Bộ Tư pháp ngay lập tức khôi phục việc đọc các tài liệu mật do Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thu giữ tại tư dinh của cựu tổng thống Donald Trump hồi tháng trước. Thẩm phán Liên bang Mỹ Ellen Kennegan cũng chỉ định thẩm phán cấp cao Raymond Derry là bên thứ ba xem xét lại các tài liệu bị thu giữ, có thể đòi hỏi đặc quyền tiếp cận và ngăn các nhà điều tra liên bang đọc chúng. Thẩm phán Kennan tiết lộ, bà đã chỉ đạo ông Derry ưu tiên đọc các tài liệu mật trước và hoàn thành kiểm tra toàn bộ bộ hồ sơ thu giữ vào ngày 30 tháng 11. Bộ Tư pháp Mỹ từng tuyên bố sẽ đưa vụ việc ra tòa phúc thẩm nếu thẩm phán Kennan ra phán quyết chống lại yêu cầu của họ. Bộ cũng đã tìm cách chặn trọng tài độc lập Derry kiểm tra khoảng 100 tài liệu mật trong số 11.000 hồ sơ bị các đặc vụ FBI thu giữ trong vụ đột kích, khám xét tư dinh của ông Trump hôm 8 tháng 8. Theo Reuters, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp và các luật sư của ông Trump vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận về diễn biến trên. Ông Trump đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về nghi vấn di rời trái phép các hồ sơ, tài liệu chính phủ nhạy cảm ra khỏi Nhà Trắng, cũng như cáo buộc lưu trữ chúng không đúng cách ở Malago sau khi mãn nhiệm. Tuy nhiên, cựu Tổng thống cho rằng tất cả các hồ sơ, tài liệu nói trên đều đã được giải mật và đã được cất giữ ở nơi an toàn. Chủ tịch Trung Quốc không dùng bữa với ông Putin và các nhà lãnh đạo khác. Thưa quý vị, Reuters ngày 16 tháng 9 dẫn nguồn tin từ chính phủ Uzbekistan cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình không tham dự bữa tối cùng 11 nguyên thủ quốc gia bên lề hội nghị tổ chức hợp tác Thượng Hải ở thành phố Samarkand, Uzbekistan do chính sách phòng chống Covid của phái đoàn Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Trung Quốc không có mặt trong bức ảnh nhóm được công bố vào tối ngày 15 tháng 9 khi các nguyên thủ quốc gia bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đi ăn tối. Một nguồn tin của chính phủ Uzbekistan xác nhận sự vắng mặt của Chủ tịch Tập và cho biết phái đoàn Trung Quốc nêu lý do là bởi chính sách phòng chống Covid. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi khi được Reuters liên hệ. Ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi cuối năm 2019. Ông tham dự hội nghị tổ chức hợp tác Thượng Hải do Trung Quốc và Nga dẫn đầu tại thành phố Samarkand, Uzbekistan tuần này. Hai nhà lãnh đạo Nga-Trung đã gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov thông báo hai nhà lãnh đạo đánh giá tình hình quốc tế giống nhau, không có sự khác biệt nào, đồng thời cam kết phối hợp hành động, bao gồm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Tập Cận Bình nói với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để đóng vai trò hàng đầu trong việc thể hiện trách nhiệm của các cường quốc, lan truyền sự ổn định và năng lượng tích cực vào một thế giới đang bất ổn. Mặc dù ông Tập Cận Bình không đề cập tới Ukraine trong bài phát biểu trước công chúng. Song đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã đưa tin Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ mạnh mẽ cho Moscow đối với các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của quốc gia này. Thực hư thông tin, cá tra Việt Nam chịu thuế chống bán phá giá 2,39 USD 1 kg ở Mỹ. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, một cán bộ thuộc Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho hay, Thông tin Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra, basa Việt Nam. Chỉ là một thông tin thường niên, hoạt động xuất khẩu cá tra sang Mỹ vẫn diễn ra bình thường và đang tăng trưởng tốt. Trước đó vào ngày 7 tháng 9, Bộ Thương mại Mỹ DOC đã ban hành kết luận cuối cùng ra soát hành chính thuế chống bán phá giá CBPG lần thứ 18 cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 2020 đến ngày 31 tháng 7 2021 đối với cá tra của Việt Nam. Theo đó, DOC đã giữ nguyên mức thuế CBPG đang áp dụng đối với từng công ty căn cứ vào kết quả của các đợt giả soát gần nhất là năm ngoái và mức thuế suất toàn quốc vẫn là 2,39 USD trên 1 kg. Bộ Công Thương cho biết DOC đang tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giả soát thuế CBPG lần thứ 19 cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 2021 đến ngày 31 tháng 7 2022 đối với cá tra basa Việt Nam. Hiện tại, Bộ đang phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, VASEP và các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra basa của Việt Nam và phía Mỹ theo dõi, cập nhật thông tin để xử lý các vấn đề liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trong các vụ việc. Cục Phòng vệ thương mại cũng thông tin thêm, mặc dù bị áp thuế CBPG từ năm 2003 đến nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu cá tra basa lớn của Việt Nam như Vĩnh Hoàn, Biển Đông, Nam Việt, Nha Trang. Seafood vẫn duy trì được mức thuế CBPG 0 USD trên 1 kg qua các kỳ giả soát để tiếp tục xuất khẩu vào thị trường lớn như Mỹ. Theo VASEP, Mỹ là thị trường nhập khẩu cá tra cá ba sa lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc, với kim ngạch là 428 triệu USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 25% thị phần. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị đến với phần tin trong nước. Mưa lũ gây sạt lở và ung tắc tại nhiều vị trí trên quốc lộ 37. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của đợt mưa từ đêm 15 tháng 9 đến sáng 16 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa vừa đến mưa to, gây sạt lở, l... tả luy, hư hỏng công trình đường bộ, ách tắc giao thông. Trên quốc lộ 37, tình trạng sạt lở xảy ra tại km 402 700 xã Suối tọ huyện Phú Yên; km 427 910, bản Tà Đò, xã Tạo Khoa, huyện Bắc Yên; và km 434 800, bản Khoa, xã Trường Khoa, huyện Phú Yên. hậu quả khiến một số phương tiện bị mắc kẹt, ùn tắc giao thông cục bộ trong đêm đến sáng nay. đến khoảng 8 giờ 20 phút sáng nay, 16 tháng 9, các đoạn đường xảy ra đã bắt đầu được thông xe. bên cạnh đó, km 6 900, đường tỉnh 109 do nước suối dâng cao tràn vào mặt đường gây sói lở mặt đường đất gây ủng tắc giao thông từ 7 giờ sáng ngày 16 tháng 9. Hiện trên các tuyến vẫn đang có mưa, các đơn vị đã bố trí máy móc, lực lượng tại các vị trí ách tắc để tổ chức và phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm giao thông, bố trí máy khơi thông rãnh, cắm biển báo, cảnh báo phân luồng giao thông. Ca nhiễm virus adeno tăng cao bất thường. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội cảnh báo đang có hiện tượng gia tăng đột biến trẻ nhập viện do mắc adenovirus, virus adeno. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9 có 412 trẻ nhiễm adenovirus được ghi nhận tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đáng lưu ý, từ đầu năm đến nay đã có 6 trẻ tử vong có nhiễm adenovirus. Tính riêng trong tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9, bệnh viện ghi nhận 151 trường hợp dương tính với adenovirus tăng gần 2,2 lần so với tuần trước đó. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Trung tâm hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, adenovirus chia làm 7 nhóm từ A đến Z, trong đó có hơn 50 tai gây bệnh ở người và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Các tổn thương thường gặp nhất do mắc adenovirus là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc, các bệnh lý ở đường tiêu hóa, tiêu chảy, nôn, viêm bàng quang, Viêm não, màng não. Bệnh do adenovirus gây ra xuất hiện quanh năm, nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa xuân, hè hoặc thu đông. Adenovirus lây truyền qua đường dịch giọt bắn, đường hô hấp, giữa người với người. Bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh là khoảng 8 đến 12 ngày. Thạc sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát bệnh nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết. Hệ thống giám sát các ca bệnh truyền nhiễm trong bệnh viện đã được thiết lập từ nhiều năm trước. Vì thế, ngay từ trung tuần tháng 8, 2022, chúng tôi đã nhận ra khuynh hướng số bệnh nhân đến bệnh viện khám và điều trị có nguyên nhân do adenovirus gia tăng nhanh và khác với thông lệ. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ nhiễm adenovirus thường có các triệu chứng như sốt cao, ho hoặc khè có thể kèm theo viêm kết mạc mắt hoặc rối loạn tiêu hóa, trẻ có biểu hiện nặng sẽ xuất hiện tình trạng khó thở. Cục đăng kiểm Việt Nam bị một doanh nghiệp kiện đòi bồi thường gần 13 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, thông tin từ báo Thanh niên cho biết, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đơn khởi kiện từ công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin kiện Cục đăng kiểm Việt Nam về hành vi không tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo đơn vinacomin là đơn vị thành viên của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam được giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xe tải nặng và xe chuyên dùng được ủy quyền nhập khẩu linh kiện và xe sassi ô tô ở dạng bán thành phẩm để sản xuất lắp ráp xe tải hạng trung và nặng xe chuyên dùng và thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ xe sau khi xin ý kiến của bộ giao thông vận tải tháng 3 hai nghìn hai mươi vinacomin đã nhập lô hàng 10 xe sắt xi si để về bán cho các đơn vị sản xuất trong tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Lô hàng có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, được nhập khẩu về cảng Hải Phòng vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Vinacommin sau đó gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra lô hàng nhưng bị cục đăng kiểm Việt Nam từ chối vì lý do không đủ căn cứ xác định lô hàng đúng với quy định trong nước. Sau khi làm nhiều thủ tục, Vinacommin lập lại hồ sơ đăng ký kiểm tra lô hàng và gửi cục đăng kiểm Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Doanh nghiệp này cho rằng việc từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký kiểm tra lô hàng của Cục Đăng kiểm Việt Nam là vi phạm pháp luật. Vinacomin đã làm đơn khởi kiện vụ án hành chính, đề nghị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xác định hành vi không tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký kiểm tra lô hàng của doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị tòa buộc Cục Đăng kiểm Việt Nam phải tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký kiểm tra và buộc cục này phải bồi thường gần 13 tỷ đồng thiệt hại về vật chất vì để lô hàng đắp chiếu hơn 2 năm. Bộ phận hòa giải của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã làm việc với đại diện Vinacomin và hướng dẫn các thủ tục cho doanh nghiệp này, dự kiến ngày 19 tháng 9 tới sẽ làm việc với cục đăng kiểm Việt Nam để hai bên có cùng có lợi. Nguy cơ nứt khung sườn xe máy điện. Thưa quý vị, không lâu sau khi mở bán tại Việt Nam, mẫu xe máy điện Datbay River 200 và Weaver 200A của Datbay vừa dính lỗi và phát đi thông báo triệu hồi để sửa chữa. Cụ thể theo thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam vừa cập nhật, đơn vị này vừa phê duyệt thông tin triệu hồi 800 chiếc xe máy điện gồm Weaver 200 và Weaver 200A của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đạt Bài Việt Nam. Các xe này được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 11 năm 2021 đến ngày 18 tháng 8 năm 2022. Trước đó qua kiểm tra Đạt Bài phát hiện trên mẫu xe Weaver 200 và Weaver 200A có một lỗ khoan nhằm vị trí do nhà sản xuất khung xe đã không làm đúng thiết kế ban đầu. Lỗ này có thể gây ra hiện tượng nứt khung xe sau một thời gian sử dụng, đặc biệt trong các trường hợp sử dụng liên tục và trở nặng gây mất an toàn trong quá trình vận hành xe. Liên quan đến vấn đề này, phía nhà sản xuất cho biết chưa ghi nhận trường hợp nào gây nguy hiểm cho người sử dụng xe. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cũng như quyền lợi của khách hàng, đặt bài khuyến cáo người dùng cần nhanh chóng mang xe tới đắt bài để kiểm tra và khắc phục. Được biết, thời gian kiểm tra và sửa chữa mỗi chiếc xe máy điện đạt bài Waver 200 và Waver 200A thuộc diện triệu hồi mất khoảng 5 giờ. Công ty đạt bài hỗ trợ tất cả các chi phí cho khách hàng có xe Waver 200 và Waver 200A thuộc diện bị ảnh hưởng. Điện biên vừa thoát dự án treo gần 20 năm, lại trồng thêm dự án mới. Kính thưa quý vị, gần 100 hộ dân thuộc tổ 1, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ đã phải sống mỏi mòn chờ đợi gần 20 năm vì thuộc diện phải di rời giải tỏa để thực hiện các dự án xây dựng bến xe khách tỉnh Điện Biên. Thế nhưng đến năm 2021 thì dự án này đã chính thức không được triển khai và thành phố Điện Biên đã có thông báo trả lại đất cho người dân. Cụ thể năm 2005, tỉnh Điện Biên có chủ trương di rời bến xe khách ra khỏi trung tâm thành phố Điện Biên đến khu vực tổ 1, xã Thanh Minh, đến năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành văn bản về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bến xe khách tỉnh bao gồm: quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất cho thành phố Điện Biên phủ để xây dựng khu vực tái định cư và quyết định cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên thuê đất để xây dựng bến xe khách tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên. Cùng thời điểm đó, thành phố Điện Biên và các sở ngành liên quan đã tiến hành bàn giao mốc giới quy hoạch khu đất xây dựng bến xe cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên suốt từ đó đến năm 2021, dự án này vẫn án bình bất động, trong khi đó gần 100 hộ dân thì phải sống trong mòn mỏi, nhà cửa, công trình xuống cấp, không được sửa chữa, cải tạo và xây mới. Đến năm 2021, đúng một cái, dự án xây dựng bến xe khách tỉnh Điện Biên đã được triển khai xây dựng tại một địa điểm khác thuộc phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Sau đó, thành phố Điện Biên cũng có thông báo trả lại đất cho gần 100 hộ dân thuộc tổ 1, xã Thành Minh. Tuy nhiên, đến đầu năm 2022, toàn bộ diện tích đất này lại được khoanh vào để tập đoàn COSI thăm dò, khảo sát và lập dự án. Và như vậy, gần 100 hộ dân ở đây lại tiếp tục sống mòn chờ dự án. Một người dân ở đây bức xúc nói, một dự án đã treo đến gần 20 năm rồi, lại không triển khai, bây giờ lại bảo chờ dự án bao nhiêu thiệt tòi chúng tôi phải chịu đựng trong những năm qua. Ai chịu trách nhiệm? Chúng tôi không dám tin vào dự án nữa, không hy vọng gì cả. Hãy để chúng tôi ổn định cuộc sống hoặc cho chúng tôi chuyển đi nơi khác. Theo các hộ dân ở tổ 1, xã Thanh Minh, sau khi thành phố Điện Biên thông báo trả lại đất vào cuối năm 2021, thì họ cũng vẫn không được quyền định đoạt mảnh đất của mình. Trao đổi với phóng viên báo lao động, ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch xã Thanh Minh cũng xác nhận về những bức xúc kéo dài của các hộ dân nơi đây. Trong khi đó, tập đoàn Cosi sẽ làm dự án gì và bao giờ làm thì chưa ai trả lời được vì hiện nay tất cả mới chỉ dừng ở bước lấy ý kiến người dân và khoanh vùng khảo sát. Liệu có thêm một dự án treo lơ lửng trên đầu người dân thêm 20 năm nữa? Đó là câu hỏi mà nhiều người dân ở tổ 1 xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên đang đặt ra. Kính thưa quý vị, điểm tin tối của DKN News đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.